Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với Chân Ống Xe Hơi. Dành cho anh chị lần đầu xem video thì kênh của em đa phần là sẽ báo giá và chi tiết khuyến mại của các đầu xe, các phiên bản trong thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội của một số đầu xe hot và bán chính. Video này thì em sẽ làm về Mitsubishi Xpander. Ở thời điểm này thì Xpander chúng ta có 4 phiên bản nhé. Thật ra khuyến mại trong những tháng cuối năm với cái đầu xe hot như này thì gần như chúng ta sẽ không có. Đâu đó thì tốt lắm chúng ta sẽ được tặng bảo hiểm thân vỏ và một chút phụ kiện kèm theo xe. Thì dưới đây sẽ là giá lăn bánh và giá niêm yết và giá lăn bánh dự kiến của 4 đầu xe Xpander tại thị trường Việt Nam. Bản rẻ nhất là bản số sàn thì hiện nay đang được khuyến mại camera lùi, giá niêm yết là 555 triệu đồng. Tổng lăn bánh dự kiến sẽ dao động vào khoảng 620 triệu đồng với khách hàng ở Bắc Ninh, ở Bắc Giang nhé. Có thể tặng thêm bảo hiểm thân vỏ 1 năm. Đó, và chúng ta có thể xin thêm một chút về khuyến mại đặc thù của phiên bản số sàn thì thực sự vẫn muốn bán, tuy nhiên lượng xe nó khá ít nên mình có thể cân nhắc. Với phiên bản Xpander chúng ta sẽ có 3 phiên bản số tự động là phiên bản Eco, bản Premium và bản Xpander Cross. Rẻ nhất là phiên bản Eco, phiên bản tiết kiệm thì sẽ là 588 triệu đồng, lăn bánh dự kiến vào khoảng 635 triệu đồng. Hiện nay thì giá bán thực tế ở thời điểm trước Tết ở Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó chúng ta sẽ xin được khoảng tốt lắm thì sẽ xin được khoảng bảo hiểm thân vỏ theo xe nhé anh chị nhé. Còn chúng ta có thể quy đổi về phụ kiện như dàn kính, chải sàn hay camera hành trình. Đó. Bản Xpander Premium, bản này là bản bán chạy nhất và hiện nay đang là khan xe nhất thì giá niêm yết của nó là 648 triệu đồng. Phiên bản này lăn bánh dự kiến đâu đó vào khoảng 720 triệu đồng. Và khuyến mại thời điểm này thật sự là với cái xe mà đang phải chờ và gần như là về xe nào cháy xe đấy để giao khách hàng thì hiện nay chưa có khuyến mại nhiều đâu nhé. Mình có thể cân nhắc giúp em để liên hệ trực tiếp với em báo giá theo thời điểm và theo màu xe. Phiên bản Xpander Cross, phiên bản xe gia đình, 688 triệu đồng. Hiện nay cũng được tặng một camera 360 khá giá trị, bảo hiểm thân vỏ 1 năm kèm theo xe. Và giá lăn bánh dự kiến của mẫu xe này là khoảng 765 triệu đồng ở thị trường Bắc Ninh. 4 phiên bản thì mức giá trải dài dao động nó khoảng từ 620 triệu đến 765 triệu. 2 phiên bản bán chạy nhất là bản Xpander số tự động Eco và Xpander Premium. Anh chị mà mua xe chạy dịch vụ thì lưu ý giúp em là thời điểm này ngân hàng vay trả góp cũng đã được nới zoom khá rồi. Tuy nhiên chúng ta phải chấp nhận là cái việc lãi suất khi vay dao động vào khoảng từ 1,3% đến 1,5% tùy theo cái điều kiện chứng minh tài chính của mình và tùy theo cái khoản vay nhé. Mình muốn tư vấn cách hợp lý nhất về thủ tục trả góp, giá xe theo thời điểm thì vui lòng liên hệ trực tiếp qua mình đính kèm trên màn hình giúp em để bên em báo giá. Khách hàng ở Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn hay là Hà Nội thì bên em cũng sẽ có những cái ưu đãi riêng nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.